cậu có nhìn thấy cái máy xúc to khổng lồ ở đây không? Nhìn cậu ấy đang xúc đồ ấy kìa. Đấy, nhìn cậu ấy mà học hỏi nhá, lần sau ha, đi ra công trường hay là đi đâu còn xúc được đồ nhá. Các bạn ơi, các bạn đã nhìn cái máy xúc nào có to như này chưa? Đấy, các bạn thấy cái máy xúc cái to không? Nhìn máy xúc của tớ này, bé tị tỉ tị, nhưng mà ở nhà cậu ấy chả làm được việc gì đâu. Chỉ có đi lên đi xuống mới cả dơ gầu lên dơ gầu xuống thôi. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái gì đây chưa? Đấy, nó vừa đi nhá, xong là nó vừa gặm 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 cái mồm này, các bạn nhìn nhá. Đấy, đấy chưa? Đây là xe long đấy, đây này các bạn nhìn đây này. Vừa đi là cái mồm nó sẽ vừa há mồm ra như này, nó đớp 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 như này này. Gì? Đấy chưa? Hôm nay bạn Trang bạn hẹn tớ đến đây để bạn ấy cho xem cái máy xúc nhà bạn ấy. Bạn ấy bảo là nhà bạn ấy mới có cái máy xúc, không biết là trông nó như thế nào nhỉ. Mà mãi không thấy đến. Cái tiếng gì nhỉ? Hình như là tiếng máy xúc các cậu ạ. À kia, kia rồi, bạn Trang kia rồi, đi ra đây thôi. Đấy, cậu nhìn máy xúc kia đi. Ôi ôi ôi, nhiều đồ trước kìa. Ôi ôi, Trang ơi. Ơi, cái máy xúc nhà cậu nó to như thế này, ga u sao nó to thế? Máy xúc này á, chắc là làm được nhiều việc lắm. Mà cái máy xúc này chắc là chuyên đi xây dựng đúng không? Nhà cậu mua để chuyên đi múc đất, múc cát à? Đây là máy xúc của mấy bác công trường ở bên kia kìa, còn máy xúc của tớ đây này. Đâu? Ôi giời ơi các bạn ơi, tưởng bạn Trang bạn rủ ra xem máy xúc nhà bạn như thế nào. Thì ra là cái máy xúc bé tí 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 như kiểu máy xúc đồ chơi này. Máy xúc này thì làm được cái gì? Ui chà ơi, sao cậu lại cứ coi thường máy xúc của tớ thế nhỉ? Máy xúc này của tớ nhỏ nhưng mà có võ đấy. Võ gì? Ui giời ơi. Biết chiến đấu à hay là làm gì? Không biết chiến đấu đâu nhưng mà thông minh. Thông minh. Á chà chà. Cậu đó có gì trên tay đây, đây xe gì của cậu đấy? Đây là xe khủng long ấy. Xe đầu này này, cậu nhìn này, đầu con khủng long này vừa đi thế là nó cứ vừa đớp đớp này này. Này, cậu có xe máy xúc mới, tớ có xe khủng long mới, tớ với cậu thử làm một trò chơi nhỏ nhỏ thi xem con nào chạy nhanh hơn không? Chơi luôn. Ấy, chạy được rồi. Chơi thì chơi. Được rồi, bây giờ nhá. Tớ sẽ kéo xe của tớ lại xong rồi xem ha. Đây. Ui. Của tớ cậu nhìn thấy chưa? Nó chạy về đích, trong nó còn ngoảnh lại, nó cười tiếp này, mà trong bánh xe nó vẫn chạy này, nhìn thấy chưa? Xe của cậu chạy mãi mới chạy được tới đây. Thì như thế này tớ thấy không công bằng đâu các bạn ơi. Không công bằng tại như nào? Tại vì cái xe này của bạn Nhím là xe địa hình nhá, chuyên chạy, chuyên leo trèo các thứ thì chắc chắn là nếu mà thi đua như này bạn sẽ chắc chắn là chiến thắng thôi. Ô, nó đang múc cái gì kìa Trang ơi? Nó múc như thế này chứng tỏ trong bụi cây này có cái gì đấy cậu ơi. Nhìn đi. Trên bụi cây kìa, trên cành cây trên cao kìa cậu ơi. Đâu có cái gì, cậu thử lấy ra xem nào. Ui, ui. Con cái này gì là đây? Cái mồm của con gì ấy? Ui, nó có cắn không? Ui, nó có nhiều răng thế này á thì là... Hay là con cá sấu nhỉ? Để tôi thử lôi ra hẳn ra nhá. Ui ôi. Ui rồi ôi. Đây là đầu của con khủng long. Wow, đây là cái gì ấy nhỉ? Đây là cái gì? Nhìn này, nó còn cặp cặp như này nhá. Ui. Đừng chặt tớ. Ôi, hóa ra ơi, đây là một cây kẹp khủng long cậu ơi. Kẹp khủng long, cái này có tác dụng gì? Kẹp đồ đấy. Kẹp đồ á? Kẹp được các thứ như này xong lôi lên này. Wow, nó còn lôi được cả cái máy xúc của tớ lên này. Ái chà eo ơi. Chứng tỏ cái cây gậy kẹp này có sức mạnh đấy. Cái hàm của con khủng long này chứng tỏ là nó kẹp rất đau các cậu ạ. Thôi nào, máy xúc ơi đi thôi nào. Úi. Nhìn thấy gì không? Úi. Đây là cây gì đây mọi người? Ô, đấy là cái cây thông Trang ơi. Cây thông sao trong nó lại có mồm như thế nhỉ? Ui giời ơi. Cái thông này nhảy lên nó bắt nó kìa ơi. Ui nó biết bắt kìa. Chạy thôi. Ui để nó xem nào. Ui trời ơi, chạy thôi. Cái cây thông này á, tại sao nó lại có mồm với cả nó lại có cái nhảy này chắc nhỉ? Nó có cái chậu đấy cậu ơi. Này này này. Có chân mà nó có cái nhảy nhá. Ui trời ơi. Cái mồm cái răng của nó sắc lắm cậu ơi. Cái cây thông này á, nó hung dữ quá, mình phải làm cái gì đấy để mình dạy cho nó bài học mới được. Đây là cây thông ăn thịt đấy. Ôi Trang ơi, không được rồi. Cái cây thông này nó là cây nhưng mà nó lại có mồm nó ghê lắm. Nó hung dữ lắm. Bây giờ mình phải có cái gì để mình chiến đấu với nó cơ. Cái cây gậy khủng long vừa nãy đâu rồi? À ừ đúng rồi. Cái mồm con khủng long vừa nãy đâu? Cái mồm đấy có sức mạnh ấy. Để tớ ra tớ chiến đấu với cây con này. Ê, đây rồi. Được rồi, lần này á, khủng long đâu? Người hãy ra chỉ cho cái cây kia một bài học với ta nào. Đấy kìa, nó đứng kia kìa. Ui, đây đúng là một cái cây thông nguy hiểm các bạn. Rồi lần này á, nó ăn thịt đấy cậu ơi. Để xem cái mồm nó kìa. Cái mồm nó mạnh hơn hay là cái mồm của cái con khủng long này mạnh hơn nhá. Ừ. Này. Ui, nó sợ rồi kìa cậu ơi. Ui trời ơi, cậu nhìn này, nó sợ chưa? Nó sợ rồi đấy. Nó chạy rồi kìa cậu ơi.
lần sau đừng có mà lại đây đó nha. Cái này nó kẹt cho có mà mất đầu luôn này. Ui, khu này sợ lắm nhím ơi, hay mình đi ra chỗ khu khác đi để tìm đi. Ở trong đây toàn là rừng cây thế này á, khéo lại cũng rạp như này. Cũng còn nhiều cái cây như cây kiểu cây thông ấy. Ừ. Tốt nhất thôi. Nhà máy xúc ơi, thử đi tìm xem có tìm cái gì ở bên đây không nào. Máy xúc lại đi vào cái bụi cây này cậu ơi. Cậu ơi, này xúc này. Chứng tỏ ở đây có cái gì đấy cậu ơi. Ui, cái gì kia? Chân con gì đây mọi người ơi? Ui, chân con gì mà lại có màu xanh như thế này nhỉ? Ui, con gì nó đang trèo cây này. Các ui, chà, có bạn nào nhận ra đây là con gì không? Ui, để tớ xem nào. Nó đang bám vào lên cái cành cây này. Ui, cây đập vào mặt tớ rồi. Ui, có bị làm sao không nhím ơi? Không bị làm sao, thế mà cái con này nó trèo từ nãy đến giờ trên đấy các bạn. Con này là con gì đấy? Con này nếu như mà không nhầm thì là con Huggy Wuggy đấy. Một con quái vật xanh cậu ơi. Con này cũng có cái mồm sợ lắm. Con này là cũng là con đáng sợ à? Ừ, cũng là loài ăn thịt đấy. À thế à, nhìn này, nhiều răng chưa? Thế thôi, tớ vứt con này đi đây. Ui, nó lại trèo lên cây tiếp được kìa. Mẹ nó rồi, cậu ơi, đi tiếp đi. Ui, tớ nhìn thấy có cái xe gì này cậu ơi. Mày xúc tìm thấy gì à? Ừ, tìm thấy một cái xe. Sao cậu lại trốn ở đây nhỉ? À, tớ biết rồi, có khi nào cái xe này sợ cái con Huggy Wuggy vừa nãy không nhỉ? À, cho nên rồi là nó mới chui trong này nhỉ? Con Huggy Wuggy nó rất thích trêu đùa mọi người. Thế nên là nó cứ leo trèo nó xe trêu ơi, rồi. Cậu ra đi, an toàn rồi. Bọn tớ vừa vứt Huggy Wuggy chỗ khác rồi. Wow, một cái xe có hình con tuần lộc này cậu ơi. Ôi, cái xe này dễ thương nhỉ? Xe này là xe gì đấy? Xe này là xe trộn bê tông đấy. Đây này có cái bồn trộn bê tông đằng sau đây này. Cái xe này là xe của công trường đấy. Chắc là xe của công trường đằng phía trước kia kìa. Ừ, đúng rồi đấy. Thế xe này chuyên chở bê tông đi đúng không? Ừ. Nhưng mà cái này công nhận cái là dễ thương thật đấy. Ừ, đáng yêu như thế này bảo sao mà bị Huggy Wuggy bắt nạt các bạn ơi. Ờ, con Huggy Wuggy nó cứ thấy ai hiền ấy. Ừ. Là nó ra nó trêu đấy. Đúng rồi. Thế nên là bọn mình nhá, đuổi con Huggy Wuggy đi là đúng rồi đấy. Không biết nó tìm thấy cái gì không nhỉ? Ấy, cái xe lại đi vào đây này cậu ơi. Ui, nó tìm thấy cái gì này? Ốc vít và một cái chân. Cái này là cái gì? Cái ốc. Cái chân á? Đây là cái chân á? Ừ đúng rồi, đây là cái móng chân này. Đây là cái đùi này. Thế cái này là cái gì nhỉ? Kia, đuổi con gì ở bên trong bụi cây kìa. Ê, chà, để tớ thử lôi con này ra xem nào. Ui hồi. Wow. Đây là con khủng long cậu ơi. Khủng long ba sừng. Ờ, con này con khủng long. Loài ăn cỏ đấy, cũng rất thân thiện như mọi người ơi. Ồ, cái chân này là chân của con khủng long cậu ạ. À thế à? À. À thế đưa đây để tôi sửa chữa. Chắc con khủng long này nó bị rơi chân ra, thế là nó phải trốn ở trong cái bụi cây kia. Tại vì nó rơi chân là nó sẽ không thể chạy được cậu ơi. Đúng rồi. Nếu như khi mà gặp con nào mà nó kiểu dạng ăn thịt hoặc những con thích trêu đùa như con Huggy Wuggy ấy. Đúng rồi. Nó sẽ rất sợ hãi. Thế nên là nó phải trốn ở trong kia đấy. Rồi bây giờ tớ đã sửa chân cho cậu rồi, bây giờ cậu đi nhá, không phải việc gì phải trốn ở đây nữa nhá, khủng long nhá. Đấy, cậu thấy chưa? Cái xe này của tớ nhỏ nhưng mà nó hơi bị hữu ích luôn đấy. Ờ, cũng được đấy, xe này mặc dù nó không đi xúc đá xúc sỏi được. Đúng rồi. Thế nhưng mà con này nó lại chịu tìm tòi, nó lại tìm được mọi thứ cậu ạ. Con này nó chịu chơi với mình các cậu ạ. Ờ. Đấy. Thôi chào các bạn nhá, giờ tối muộn rồi, tớ cũng phải đưa cái xe này của tớ đi về đây. Ờ, đi về đi.